Bây giờ là các anh đang đi đựu cát. Đựu cát để về chuẩn bị làm móng nhà nhé. Do là xe không có lùi được vào bên trong này, cho nên là anh em phải đựu cát từ dưới này lên đây này. Rất là vất vả luôn. Con đường này rất là nhỏ nữa, không dốc nữa, cho nên là xe máy không thể chở cát được. Hôm qua thì chở được xi măng nhưng mà còn phải dùng hai người đẩy ấy mọi người. Hai người đẩy, nhưng mà cát thì đựu này không thể ngồi trên xe máy được. Cái đống cát này rất là nhiều đây luôn. 7 khối cát. Cát này là cát xây cho. Đây cát mịn này. Cái ô tô này rất là hên. Vừa trở về đến đây là bắt đầu chết máy luôn, nên là không có lùi được vào. Gạch thì cũng phải chuyển đi. Nhưng mà trước tiên thì phải vận chuyển hết cái đống cát này lên trên kia đã mọi người ạ. Vận chuyển hết cái đống cát này rồi mới ngày mai có thể là mới chở gạch hay là gáp vác gạch. Đây các anh dùng cái đựu này rất là to nha. Cái đựu này, một đựu này rất là nặng luôn, tầm khoảng 40 kg, có khi là hơn đấy. Ô tô bây giờ là không có khởi động máy được nên là ô tô cũng đậu ở đây vướng đường quá đi. Đây, tôi không có đi được nữa rồi. Hôm qua về ông tô còn phải thắp bằng cái đèn pin để mà soi đường về đến đây. Về đến đây đổ vật liệu xong là coi như là hết đi luôn rồi. Cái đống cát này chắc các anh đĩu cả ngày quá. Đây nhà đĩu thì rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta cùng nhau đi lên trên chỗ ở nền nhà để xem các anh đã đựu được bao nhiêu rồi nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy đường đi rất là dốc này. Hôm qua chở xi măng thì cùng một người đẩy, một người ngồi trên để lái xe, nhưng mà còn xe nó còn không bò được, bò rất là chậm thôi. Hôm qua trời mưa, hôm nay trời lại nắng rồi này. À, bây giờ các bạn nhìn thấy không? Trời bắt đầu trong hơn rồi, không còn mây mù như hôm qua nữa. Đây các anh cũng điệu được khá là nhiều rồi đấy. Sai thiếu là chính là sai thiếu, số cả tí nó sai thiếu. Chà sai được chết mày thôi mà. Cho nên là cháu mong mà. Đây trước tiên thì trộn cái đống này để làm cái móng nhà trước đã. Đây một anh đang bê xi măng vào đây. Cái đống này chắc cũng đủ để làm móng nhà rồi. Cái móng hôm qua hôm kia đào xong là con gà nó bới đất, bắt đầu rơi hết xuống cái rãnh này. Sáng nay mới cào xong, bây giờ mới rồi. Đá làm móng thì ông nọ là đã bê hết vào đây rồi nhá. Sáng nay đưa các anh đi ra ngoài chợ ăn một bát phở xong, mỗi ngày làm bát phở xong rồi bây giờ về tinh thần sảng khoái hơn. Trong hai ngày qua chờ đợi vật liệu thì đến ngày hôm nay là cũng đã nhận hết vật liệu rồi nhá quý vị. Thì không biết là cái xe kia có đi được hay không, nếu mà không đi được thì chắc lại phải nhờ anh em đẩy hộ, trôi dốc thì mới có thể nổ được. Đó, đều nhiều điều hên xui lắm mọi người. Đây bây giờ các anh đang vác xi vào để chuẩn bị trộn làm móng nhà đây.
taxi này là PCB xi măng Mai Sơn Hà Giang nhé. Cái xi này mà dính mưa một trận mưa là coi như là xong rồi đó mọi người, không có dùng được luôn, hôm sau là cứng đơ luôn á. Cho nên là khi mà bốc xong á, anh em đã đi xin mượn cái bạc, tại vì bọn thợ này là mình thuê rất là xa ra đây là mọi người không có chở được mấy cái tấm bạc che ra đây á. Hôm qua suýt nữa là chặt lá chuối để mà che đó. Tối qua thì mưa rất là to nhưng mà sáng nay thì được cái lại trời lại nắng trở lại rồi. Nó gãy đâu chỉ trong trộn vừa. Với một cái đống cát nhiều như thế này là trộn với 3 bao xi. 3 bao xi, trong kia thì còn rất là nhiều xi nữa này. Khu vực này của bà rất là nhiều cây chuối, chắc là nếu mà làm xong nhà mình sẽ phải chặt bớt mấy cái cây chuối này đi các bạn ạ. Đây, cây chuối này rất là nguy hiểm luôn, ngay cạnh nhà bà thì mình sợ là gió bão các thứ sẽ bị đổ về dập làm mái nhà bị hỏng hết. Tất cả cây cối xung quanh ở đây thì toàn cây cỏ voi nhiều thôi. Mai kia sẽ cắt hết đi cho nó thoáng, ngôi nhà của bà nhìn nó mới đẹp. Nam à, đây buổi sáng này thì anh em đi ra chợ chả mua được cái gì, mua được mấy cái quả mận này về ăn này. Quả mận này trên này là mùa này đang là mùa gọi là mùa cuối vụ rồi các bạn ạ. Đây nhìn rất là ngon luôn này. Mận máu ạ. Cái này gọi là mận máu hay là gọi là mận tam hoa. Nhìn rất là ngon luôn các bạn ơi. Mà hơi chua. Ngon lắm. Đi ăn bát phở xong mua được có 2 cân. Cho chín một cưới này. Các bạn xem cái túi mận của anh em này. Nhìn rất là ngon luôn. Đỏ đỏ ấy. Mua được một ít ớt này, đậu phụ. Cái này gọi là dưới xuôi người ta gọi là bá đậu. Bá đậu. Ớt này này. Ớt trên vùng cao này khác với ớt dưới xuôi các bạn nhá. Ớt này là ớt gọi là ớt mèo, ớt rất là ngon luôn. Không phải loại dài cái đâu. Ớt này rất là ngon. Lần cả xéo, lần cả tới chín, lần cả xéo có sao xéo mò. Chín lúc tại xuôi. Nói xi măng thì bây giờ cũng đã đổ hết ra rồi. Chuẩn bị trộn vữa là lên móng nha. Mận này rất là ngon các bạn ạ. Hơi chua chua nhưng mà ngọt ngọt nữa. Chỗ mình thì không có mận nữa rồi. Chỗ mình là hết từ mùa nào rồi. Chỗ này là người ta cao ở cái chỗ cao hơn so với chỗ mình ấy, cho nên là vẫn còn sót lại như sao người ta vẫn bán được ấy. Bắt đầu thời tiết bắt đầu nắng nóng quay trở lại rồi, con người mình lại bắt đầu đen thui rồi các bạn nhé. Mới cách đây có hơn 2 tuần về trước mình mới hoàn thành xong ngôi nhà của một bà cụ, mà bây giờ mình lại quay trở lại với bà cụ này thì chắc là mình cũng lại phải đen thui thôi. Tại vì thời tiết lúc nắng lúc mưa, dù nắng hay mưa thì mình vẫn phải cố gắng ra ngoài để quay truyền tải cái hình ảnh đến với các anh chị cùng xem. Đây bây giờ là các anh tiến hành trộn vữa nha. Đâu? Đảo xi không phải trộn vữa. Có hết cho xi xí giả là ớ, xuống dây đệ.
Thì khu vực đất này của bà là cái đất rất là tơi, giống như đất cát này, cát núi ấy. Hôm nay chắc các anh lên được một hàng gạch tầm đấy thôi. Chuồn chuồn này ô tao mong nó ít chả chọn tu tên chạy lên căn lên ô lần gạch tèm à mà cho cá nó không chỉ say cho cá nuôi chỗ này. Cái xi măng này khác hơn so với cái xi măng trước mình làm ở chỗ nhà bà cụ 73 tuổi kia, là xi măng kia nó đen thủi lùi luôn, nhưng cái xi này nó hơi trắng trắng này, không biết là trộn xong nó có màu ấy không, nó có màu đen hay màu xanh không, cho nó về cho dù đo tờ tính cho đá liền nhỉ. Ngắm một cái toán mình cứ ngắm một cái toán nói đi cho tí nó tí gì tí cho tí xíu cho nó nè. Mỏ rồi. Đây, bây giờ là sẽ xếp một lần đá trước rồi mới cho vữa vào nhé mọi người. Chỉ cho cá vàng nó sẽ to. Các anh thợ thuê mấy đứa trẻ con với lại các cô bác ở đây đi hộ gạch này, chứ không là không thể nào mà đi vác gạch hết cái đống gạch ngoài kia về được mọi người, rất là nhiều. Này mua lưu góc phải nó uốn điện lên đây hay là chạy là con đâu có tích gì tao tí nè. Tụi mua lưu góc phải nó uốn điện này, xin mày méo, xin mày đe chỉ mua không. Đây nha các cháu nhỏ ở làng này rất là siêng năng, rất là muốn đi làm thuê sao ấy. Nên tí này chơi khó chả lại cho nó là xả chi rồi. Chúng mình cho nó, chúng mình cho nó làm tí tí là thế không nó. Đây có các chị hàng xóm đây cũng qua giúp. Phụ giúp đây, các chị này thì không lấy tiền đâu, các chị này thì qua giúp miễn phí thôi. Còn mấy đứa cháu nhỏ ở đây là họ thuê đó, các anh thợ xây họ thuê để mà vác hộ đó. Mỗi lần thì cũng vác được tầm khoảng 3 viên. Mình sẽ đi quay cận cảnh. Mình cứ con cá nào nãy cho con chị đã chuyển đi. Chỗ chỉ xuất cho xe là chỗ hai đá chứ.
sẽ đi ra ngoài này để xem là có bao nhiêu người thuê được bao nhiêu người để vận chuyển cái đống gạch ở ngoài này đây. Mấy đứa trẻ ở đây thì họ rất là mê làm việc luôn các bạn. Các bạn thấy không? Cái đứa này nhỏ này còn vác một viên nữa chứ. Không phải là bóc lột sức lao động của trẻ con đâu, mà đây là họ tự nguyện. Họ muốn làm gì như vậy để mà mua kẹo hay là lấy tiền đi ăn kem đó. Tại vì bây giờ thời tiết rất là nắng nóng rồi, các bạn có thể nhìn thấy không? Mặt trời ngay trên đỉnh đầu luôn này. Đó, hôm nay là trời nắng to rồi đó. Nắng khủng khiếp luôn. Đây có một bác cũng qua phụ giúp đây. Đó, đứa này còn chơi hẳn 2 viên luôn. Đứa này nữa, đứa này 3 viên. Ở dưới kia còn 3 người nữa. Úi trời ơi, có một đứa dưới kia điệu được rất là nhiều luôn các bạn. Đứa kia chắc điệu được hơn 10 viên quá. Úi mà mạ. Ngãi luôn rồi. Điệu đến nỗi ngã luôn này. Đó, đứa này điệu được nhiều chưa các bạn này. Ô thịt chả lù. Ô thịt chả lù. Ô thịt chả lù tê ơi. Ơi đứa này khỏe chưa? Ừ. Đứa này bây giờ đã được hơn 10.000 rồi. À, được có 2 chuyến là được hơn 10.000 rồi. À, nè lo hả? Nè tìm một lo to hay là? Ở lo to là chỉ là lòng gạo. Hôm nào có là chỉ là lòng gãi to hay là lòng gạo nữa nè. Thấy rất là đông. Các cháu, là các cô, các bác cũng qua phụ giúp nhé. Bây giờ mình cũng xin phép khép lại video tại đây. Quan chị đừng quên theo dõi tập video làm móng nhà cho bà cụ 100 tuổi nhé. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo.